Rồi, hello, tỉnh Bến Tre chào bà con mình nha. Lời nói đầu tiên chúc em mình nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Thì chiều hôm nay thì mình sẽ lên sóng và giới thiệu anh em mẫu xe Highlander máy dầu. Đó, dòng cao 7 chỗ ngồi máy dầu turbo 2008, máy số gầm ngon. Dòng này thường người ta là chỉ có 5 vỏ, xe này tới 6 vỏ luôn. 4 bánh với 2 thêm 2 vỏ, vỏ gầm với vỏ treo nữa. Đó, em này là bản đủ nha anh chị nha. Bản cao cấp nhất của dòng Highlander máy dầu, form dáng đẹp 2008 rồi, máy dầu turbo. Đó, chạy rất là sướng, 100 cây này mình chạy còn khoảng 6 lít dầu thôi anh chị nha. Có xi nhan gương, có sơn xi đẹp, có biển tỉnh nhà Bến Tre. Nước sơn xi cũng còn khá là tươm tất, bốn cái vỏ cũng còn rất là mới, mâm đúc vỏ đẹp nè. Vỏ này anh em mình về, anh em mình đi 3 năm nữa chưa thấy gì nha. Xi nhan gương luôn, sơn xi khỏi chê luôn. Anh em thấy dàn vỏ nè, mới như nhau hết nè. Cái vỏ xe cua cũng còn rất là mới luôn nè anh chị. Nè, vỏ xe cua mới tinh luôn nè không? Đó, sàn bệ cũng rất là ok nè. Về đi thôi anh chị nha. Đó, xe đã phủ gầm rồi luôn rồi. Đó. Chất xe rất là liền. Anh em nhìn dàn túp lô túp ly nhìn cũng không có chỗ nào che được rồi. Tại vì giá nó cũng có rẻ anh chị, nó có 178 triệu thôi. Giá mình thấy nó cũng rất là rẻ, xe đã dán phim cách nhiệt rồi luôn nữa. Nó dàn ghế, dàn sàn đã ken xi ben rồi, về đi thôi. Có cái ghế tỳ tai nè, có cái dàn ghế sau rất là rộng nè. Đó, có cái dàn lạnh phía trên nè. Đó, trần đi theo xe nè. Anh em chỉ việc lên xe và đi thôi, không có làm gì nữa nha. Đó, túp lô túp ly, kính bấm trợ lực tay cửa inox nè. Dán phim cách nhiệt luôn. Đó, sùng chỉ cũng còn khá là ok. Xe cũng còn rất là tươm tắt và mới, máy dầu thì nó chạy được nó tiết kiệm anh chị ha. Gầm cao máy thoáng, anh em đi gãy đi nương cũng ngon. Dàn ghế cũng đã mới rồi, trần thì rất là đẹp rồi. Đó, màn hình Android đà chà bá luôn anh chị nha. Chìa khóa thì quá trời luôn, xe 3-4 chìa khóa luôn. Tha hồ xài về phát cho vợ anh kìa, con kìa, ghệ anh kìa. Đó, máy lạnh cũng còn khá là ok. Số cũng ngon, cũ số còn thể hiện có băng. Màn hình Android cũng chà bá luôn, màn Android anh chị nha. Ngày giờ còn hiển thị đúng là 4:40 luôn nè anh chị. Ok chưa? Theo mình thấy thì xe này là mua giá rất là hợp lý anh chị, có 100 hơn à. Đi được 8-9 người, trợ lực máy lạnh nghe nhạc ok, hai dàn lạnh luôn anh chị nha. Đó. Máy dầu thì tiếng máy sẽ bị hơi lớn hơn máy xăng tí. Đường cái là chạy nó nóng lên nó giãn xe, anh em mình đi rất là tiết kiệm. Và cái ga đạp rất là nhẹ nha. Đó. Cái máy rất là im, sơn xi khỏi phải chê. Đó, rất là ok rồi, hoàn hảo rồi. Anh em về việc lên xe đi thôi. Đó, máy dầu turbo anh em nhìn, máy này 2.5 turbo ha. Tem bọng nhãn mát đầy đủ luôn nè anh chị. Đó. Tem bọng nè. Isuzu ha. Đó, còn rất ư là ok luôn nè. Máy móc chuẩn chỉ cái bình trà bá luôn. Mở nắp cò mạnh có không? Anh em nhìn nè, rất ư là ok anh chị ha. Tem bọng máy móc là không có miếng khối luôn anh chị ha. Isuzu. Dòng này rất là bền anh chị ha. Đó, anh em thấy không? Nhảy nè. Nhảy máy rất là êm anh chị ha. Quá đã luôn. Em vô à, lọc dầu mới thay luôn rồi. Về đi thôi anh chị nha. Nỉ cách nhiệt carbon này như là còn riêng luôn nè. Tem bọng quá trời luôn nè anh chị. Tem bên đây nữa nè. Ha. Đó. Máy móc còn rất ưu lợi máy. Về đi thôi anh em ha. Sơn xi rất là mới rồi. Về đi thôi. Giá này là bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu luôn. Vỏ mỏng mới hết trơn rồi. Bốn cái vỏ mới tinh. Thêm cái bánh xe cua sao nữa à, không còn rất chi là đẹp luôn anh chị nha. Ở này xài chìa khóa anh em nha. Đó, túp ly bên này, túp ly rất là đẹp anh chị ha. Rin của xe luôn anh chị nha. Dàn ghế cũng rất là sạch sẽ rồi, 7 chỗ ngồi rộng rãi. Có ghế tỳ tai nữa nè anh chị ha, ghế tỳ tai nữa nè. Đó, giặt ra. Đó, dàn lạnh phía trên nè, ngon lành trần mây hết chưa. Anh em mình có thể về là lên xe là đi thôi chứ không có làm gì thêm nữa. Thì anh chị nào thích cái mẫu này thì alo cho em Thịnh mình qua số là 0866 678 971, 0834 33 3371. Nơi giao lưu, trao đổi, mua bán với bà con, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Đó, có giao lưu, có bù trừ, có cho nợ, đầy đủ hết luôn. Xe thì ngay chủ luôn. Rồi ok, em cảm ơn anh chị và chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha.